lịch sử và nguồn gốc của 13 hạnh đầu đà trong đạo Phật. 13 hạnh đầu đà, Hutang Nga là những hành động khổ hạnh nhằm giúp tu sĩ Phật giáo phát triển tâm linh, từ bỏ dục vọng và đạt đến giác ngộ. Những hạnh này được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết lập và truyền dạy cho các đệ tử của Ngài. Dưới đây là lịch sử và nguồn gốc của 13 hạnh đầu đà. Lịch sử của 13 hạnh đầu đà A Khởi nguyên từ thời Đức Phật, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đạt giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Ngài nhận ra rằng sự khổ hạnh là một phần quan trọng để đạt đến sự thanh tịnh của tâm hồn và sự giải thoát khỏi khổ đau. Đức Phật thiết lập 13 hạnh đầu đà nhằm giúp các đệ tử tu hành từ bỏ dục vọng, sống một cuộc đời giản dị và thanh tịnh bi. Truyền dạy cho các đệ tử, Đức Phật truyền dạy 13 hạnh đầu đà cho các đệ tử gần gũi của mình, bao gồm Đại Đức Mahakashapa, một trong những đệ tử nổi bật nhất trong việc thực hành các hạnh này. Đại Đức Mahakashapa, cùng với nhiều đệ tử khác, đã thực hành các hạnh đầu đà một cách nghiêm ngặt, từ đó truyền bá và duy trì những giá trị này trong cộng đồng tu sĩ si. Lưu truyền qua các thế hệ, các hạnh đầu đà được ghi lại trong kinh điển Phật giáo và được truyền dạy qua các thế hệ tu sĩ. Qua nhiều thế kỷ, các hạnh đầu đà đã trở thành một phần quan trọng trong việc rèn luyện đạo đức và tâm linh cho các tu sĩ Phật giáo trên khắp thế giới. Nguồn gốc của 13 hạnh đầu đà A Hạnh đầu đà trong kinh điển Các hạnh đầu đà được đề cập trong nhiều kinh điển Phật giáo, bao gồm kinh pháp cú, kinh tăng chi bộ và kinh đại bát niết bàn. Trong kinh tăng chi bộ, Anguttara Nikara, Đức Phật đã nói rõ về từng hạnh đầu đà và tấm quan trọng của việc thực hành chúng bi. Triết lý đằng sau 13 hạnh đầu đà, các hạnh đầu đà dựa trên triết lý của sự từ bỏ dục vọng và sự chấp trước vào vật chất, nhằm đạt đến sự giải thoát và giác ngộ. Đức Phật dạy rằng việc thực hành khổ hạnh không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là phương tiện để thanh tịnh tâm hồn và phát triển trí tuệ si thực hành khổ hạnh trước thời Đức Phật. Trước khi Đức Phật đạt giác ngộ, Ngài đã thử nhiều phương pháp khổ hạnh khác nhau và nhận ra rằng sự khổ hạnh cực đoan không phải là con đường đúng đắn. Tuy nhiên, Ngài cũng thấy rằng một mức độ khổ hạnh vừa phải và có mục đích có thể giúp giảm bớt dục vọng và sự bám víu vào vật chất. 13 hạnh đầu đà và sự ảnh hưởng của chúng A Sự lan tỏa của 13 hạnh đầu đà sau khi được Đức Phật giảng dạy, 13 hạnh đầu đà đã lan tỏa và trở thành một phần không thể thiếu của truyền thống tu hành Phật giáo. Các tu sĩ ở nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau đã áp dụng và thích nghi các hạnh đầu đà vào cuộc sống tu hành của họ bi. Ảnh hưởng đến cộng đồng tu sĩ, việc thực hành 13 hạnh đầu đà giúp các tu sĩ phát triển lòng khiêm tốn, biết ơn và sự kiên nhẫn. Các hạnh này cũng giúp xây dựng một cộng đồng tu sĩ đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong việc tu hành và phát triển tâm linh si. Ý nghĩa hiện đại của 13 hạnh đầu đà trong cuộc sống hiện đại, các hạnh đầu đà vẫn giữ được giá trị và ý nghĩa sâu sắc. Nhiều tu sĩ và Phật tử hiện đại tiếp tục thực hành các hạnh đầu đà như một phần của sự rèn luyện tâm linh và đạo đức. Tóm tắt lịch sử và nguồn gốc của 13 hạnh đầu đà cho thấy tầm quan trọng của sự khổ hạnh trong việc phát triển tâm linh và đạt đến giác ngộ. Những hành động khổ hạnh này không chỉ giúp tu sĩ từ bỏ dục vọng và sống một cuộc đời giản dị, thanh tịnh, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng tu sĩ đoàn kết và phát triển. Việc thực hành 13 hạnh đầu đà dù trong quá khứ hay hiện tại đều mang lại những lợi ích to lớn cho người tu hành và cộng đồng Phật giáo.